Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, ngày 5 tháng 6 năm 2022, từ căn nhà của anh Huỳnh Mạnh Cường và chị Mười ở thành phố Đà Nẵng. Thưa quý vị, đây là căn nhà của anh chị Huỳnh Mạnh Cường và chị Mười. Đây là ngôi nhà của anh Huỳnh Mạnh Cường ở Đà Nẵng mà tôi cư ngụ, rất là đẹp và khang trang, nhìn ra biển và đi bộ ra biển chỉ khoảng chừng 200-300 mét mà thôi, rất là đẹp. Tôi may mắn được anh chị Huỳnh Mạnh Cường và chị Mười đón tiếp cho ở nơi đây, thật tuyệt vời. Thưa quý vị, đó là căn nhà của anh Huỳnh Mạnh Cường và chị Mười ở Đà Nẵng mà mấy ngày qua tôi cư ngụ. Tôi xin chân thành cảm ơn anh Huỳnh Mạnh Cường và chị Mười. Thưa quý vị, ở Mỹ liên tục có những cuộc xả súng giết người từ ở trường tiểu học ở Uvalde, Texas, rồi qua bệnh viện ở tại Tulsa, Oklahoma, rồi liên tục những nơi như là ở Tennessee, Philadelphia, Pennsylvania, vân vân. Hầu như mỗi ngày đều có một cuộc xả súng giết người không nương tay. Thì có một vị dân biểu liên bang thuộc đảng Cộng hòa của Mỹ ở New York là ông Chris Jacobs. Ông này sinh năm 1966. Năm nay ông đã 56 tuổi tây. Ông đại diện cho khu vực 27 của New York, đảng Cộng hòa. Ông lên tiếng ông sẵn sàng cùng phối hợp với đảng Dân chủ bỏ phiếu hạn chế luật súng ống ở Mỹ, bắt buộc những người muốn mua súng ống phải trên 21 tuổi và những ai mua súng trường liên thanh là ông yêu cầu là cấm. Và vì như vậy, thưa quý vị, ông lập tức bị National Rifle Association và những đảng viên khác trong đảng Cộng hòa làm áp lực, yêu cầu ông phải từ chức. Ông không chịu từ chức thì họ yêu cầu và làm áp lực ông không được tranh cử nữa. Và nếu ông có ghi danh tranh cử trong đảng Cộng hòa thì ông cũng sẽ bị những cử tri của đảng Cộng hòa không chấp nhận. Chính vì như thế, thưa quý vị, ông lập tức đã phải tuyên bố bây giờ là vì quyền lợi của cử tri ông declines, tức là từ chối, không ra tái tranh cử và phải suspend, tức là treo cái việc mà vận động tranh cử của ông. Quỹ tranh cử của ông không được đóng góp và cơ quan gọi là cái ủy ban tranh cử của ông không hoạt động nổi nữa. Người ta nói là ông coi như là sẽ không được ra tranh cử cho cuối năm nay, tháng 11 năm 2022. Thưa quý vị, ông Chris Jacobs đã là dân cử của tiểu bang New York, xong rồi ông ra tranh cử làm thượng nghị sĩ của tiểu bang New York. Năm 2019, dân biểu liên bang Chris Collins từ chức không ra tranh cử nữa, thì ông điền vào chỗ trống, ông tranh cử, thì ông đã thắng được special election, tức là cái cuộc bầu cử đặc biệt vào tháng 6 năm 2020, và rồi ông được bầu cử đầy đủ vào tháng 11 năm 2020 là dân cử đại diện cho khu vực 27. Ông có thể tái tranh cử và ông được đắc cử một cách dễ dàng cho năm nay, nhưng mà như vậy là ông không tranh cử nữa. Người ta gọi ông là một dân biểu chỉ có một nhiệm kỳ. Khu vực ông cùng với những khu vực khác được vẽ lại có lợi cho đảng Cộng hòa nhiều hơn, thì chắc chắn ông khu vực 27 này thêm những người đảng viên Cộng hòa ở những khu vực lân cận như khu vực 23 vào thì ông đắc cử dễ dàng.
Nhưng chỉ một lời nói là ông không hài lòng trước cái chết của những người nạn nhân bởi tự do mua súng ống. Thì ông nói rằng là bây giờ ông sẵn sàng cộng tác với đảng Dân Chủ để cấm không có sử dụng súng liên thanh, súng trường, và yêu cầu là phải kiểm tra gắt gao quá trình của những người mua súng, và đặc biệt là phải là trên 21 tuổi thì mới được. Chính vì lời tuyên bố đó nên ông đã bị tẩy chay trong đảng Cộng Hòa, cũng như là ông bị Hiệp hội Súng trường NRA, National Rifle Association, làm áp lực dữ dội, thưa quý vị. Và vì ông biết rằng nếu ông tranh cử như vậy đó thì ông sẽ bị chính những người đảng Cộng Hòa tẩy chay, đánh phá, phân hóa, chia rẽ, làm nhục nữa. Nên ông thấy rằng không còn con đường nào khác, là không trái, không được tranh cử nữa. Điều này cho thấy là không có một cơ hội nào cho những người trong đảng Cộng Hòa mà phải đi ra khỏi sách lược do những người bảo thủ trong National Rifle Association. Không có cơ hội nào hết. National Rifle Association là hiệp hội súng trường có nhiều quyền lợi trong vấn đề bán súng. Họ là những người ở trong các công ty chế tạo súng ống. Quyền lợi của họ lớn lắm. Cho nên ở Mỹ người ta nói là đang có một cuộc chiến tranh sử dụng súng ống. Thì những người ở trong cái nhóm kia, họ bất cần là bao nhiêu người chết một năm ở tại nước Mỹ. Người ta đã nói rằng tại nước Mỹ mỗi một năm như vậy chết ít nhất là 3.500 người vì do xả súng. Ít nhất á. Ít nhất như thế là khoảng chừng một trung đoàn mỗi một năm. Nhưng thưa quý vị, những người trong National Rifle Association không có quan tâm. Miễn sao họ có lời, họ bán được nhiều súng thì họ vui. Thì họ làm rất nhiều áp lực lên trên những người ứng cử viên ra tranh cử. Nếu muốn ra tranh cử trong đảng Cộng Hòa thì phải có quan điểm ủng hộ một cách triệt để cho Hiệp hội Súng trường. Và không thể nào mà nói rằng là mình bỏ phiếu ngăn cấm không cho sử dụng súng liên thanh và buộc những người mua súng phải được thông qua một sự điều tra về quá trình, cũng như là phải trên 21 tuổi, thì đảng Cộng Hòa làm áp lực, cũng như chính Hiệp hội Súng trường làm áp lực chịu không thấu. Đến độ một vị dân cử như ông Chris Jacobs là có nhiều cơ hội ở trong khu vực của ông, khu vực 27, mà ông phải chịu bó tay. Thì đủ hiểu những ai mong muốn nước Mỹ sẽ cải tổ về luật pháp, về vấn đề tu chính án thứ hai của nước Mỹ, hoặc là cải tổ để có những điều khoản gắt gao trong vấn đề mua súng, thì hầu như là không thể được, thưa quý vị. Chuyện đó là không thể được xảy ra ở tại nước Mỹ. Nước Mỹ rêu rao nhân quyền, nhưng nhân quyền của nước Mỹ là một nhân quyền khác. Nó không thích hợp với những giá trị ở Đông Phương như là ở tại Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Thái Lan và đặc biệt là ở tại Việt Nam. Nhân quyền kiểu của Mỹ là có lợi, thực dụng, chứ không phải là nhân quyền là tôn trọng giá trị nhân văn mà những thế giới Đông Phương tôn trọng cổ suý, như là vấn đề mà chúng ta thấy đó là không để cho súng ống tràn lan, giết người bừa bãi. Ở đâu chứ khi tôi về Việt Nam, tôi biết rằng là chỉ ai đó có một cây súng mà không chịu báo với các cơ quan chức năng thì người đó sẽ bị phạt. Có một cây súng là không hợp pháp mà không chịu nộp lên trên các cơ quan chức năng thì chắc chắn người đó sẽ gặp khó khăn. Còn ở bên Mỹ, họ mua súng lậu,
rất là nhiều, quý vị biết rồi. Đó là nhiều người họ mua súng lúc đầu là họ thông qua lý lịch và kiểm tra quá khứ rất là tốt. Họ mua những cái súng ống đó. Nhưng rồi một là họ để thất lạc, hai là họ qua đời. Thì những cái súng ống đó họ đã mua nó lạc ra ngoài. Và có nhiều người đã dùng nó để buôn bán thị trường đen, buôn bán lậu súng ống ở ngoài. Nó trở thành một thị trường đen rất thịnh hành ở tại nước Mỹ. Không cách nào mà kiểm soát được hết. Súng ống lậu bây giờ tràn ngập ở tại nước Mỹ. Quý vị đã biết trong những cuộc xả súng vừa rồi, người ta nói rằng là truy vết cái vết của đạn rất khó. Nhưng mà tại vì những hung thủ, một là bị chết tại hiện trường, hai là bị bắt, cho nên mà mới biết được. Chứ còn mà nói là chỉ cần truy vết cái vết đạn thì rất là khó vô cùng. Đây là một vấn nạn lớn ở tại Mỹ. Những người như bản thân tôi mà ở tại nước Mỹ rất lo âu về vấn đề súng ống như thế. Lo âu cho chính bản thân mình, sự an toàn cho bản thân mình, mà còn lo âu cho đặc biệt gia đình của mình, nhất là các con ở trong trường trung học sắp sửa ra trường, thì rất e ngại những cuộc xả súng vô tội vạ như vậy trong những lúc những cái nghi lễ ra trường ở trung học, thưa quý vị. Thiệt là lo âu cho nước Mỹ về vấn đề súng ống. Mà bây giờ một đảng viên Cộng hòa có tư tưởng tiến bộ muốn bảo vệ sự sống của con người ở ngay tại chính nước Mỹ, thì họ, người đó, ông Chris Jacobs đã bị làm áp lực văng ra khỏi guồng máy chính trị một cách như thế. Thưa quý vị, đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán thính giả và góc nhìn của tôi về vấn đề này. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.